Bốn con giáp hứa hẹn tài lộc thăng hoa, quý nhân đồng hành trong năm Giáp Thìn 2024. Nhờ có các tinh trợ giúp, năm Giáp Thìn 2024 sẽ mang lại may mắn cho bốn con giáp với tài lộc vượng phát, quý nhân phù trợ. một Con giáp người tuổi Thìn. Năm 2024 là năm tuổi của những người sinh năm Thìn. Tuy nhiên họ không cần quá lo lắng vì mọi thử thách đến với họ đều kèm theo những cơ hội. Nếu biết tận dụng nắm bắt thời cơ, đồng thời phát huy nhận thấy mạnh bản thân, thì còn giáp người tuổi thân vẫn có khả năng lật ngược tình thể, biến nguy cơ thành cơ hội gặt hải được những thành quả xứng đáng. Ngoài ra, năm 2024 này, tùy người tuổi thân vướng hạn thái tuế, nhưng nhờ có nhiều các tin vây quanh nên thể cục lại có những chuyển biến tích cực. Mà một trong số đó là sao tể giả, hỗ trợ khá nhiều cho họ trên con đường công danh sự nghiệp. Được quỹ nhân trợ giúp trong năm giáp thân 2024 là một thời điểm tuyệt vời để còn giáp người tuổi thanh xây dựng sự nghiệp ổn định tình hình tài chính. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của hai các tên quan trọng nữa là sao đường phu và sao hoa cải. Nên con đường học vấn, quan lộ của những người xanh năm rồng được cho là vô cùng tươi sáng. Sao đường phu được liệt kê trong nhóm sao quỷ là các tinh đại diện cho những điều tốt lành về vấn đề đất đai, chủ về may mắn, phước lộc. Dù không phải là ngôi sao lớn và ít được biết đến, Tuy nhiên, đường phu vẫn là ngôi sao có vai trò và những ảnh hưởng nhất định trong cuộc đời của một người khi xuất hiện trong lá sổ tử vi. Cuối cùng, sao hoa cải chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Vậy nên có thể nói năm giáp thìn 2024 người tuổi thanh nằm trong một trong số những con giáp may mắn nhất. Chỉ cần bạn thân họ mong muốn và nỗ lực thì nhất định có thể biến giấc mơ của mình trở thành hiện thực. 2. Con giáp người tuổi ngọ Nếu như năm quý mão 2023, tuổi ngọ gặp nhiều chuyện không như ý, thậm chí chính phải thị phi, bị tiểu nhân hãm hại, thì khi bước sang năm giáp thìn 2024 này được dự bảo là vô cùng tư sản, rất đệ họ mong chờ. Được các các tin như sao, thiên dạy, dạy thần hỗ trợ, vận may của những chủ ngựa sẽ được kích hoạt. Với bản tính thông minh và sắc sảo là thiên phú của họ, chỉ cần còn giáp người tuổi ngọ, luôn chăm chỉ, nỗ lực thì chắc chắn sẽ gặt hái được những thành công xứng đáng. Đặc biệt, sao thiên dạy và giải thần cũng chính là hai các tên triệu trách nhiệm cho việc giải ách trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được hai ngôi sao này chiếu rồi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh có thể giúp giải quyết tai ách và mang lại may mắn khi gặp mọi khó khăn. Tóm lại, nhờ hai các tình này mà người tuổi ngọ được quỷ nhân đồng hành trong suốt cả một năm, giúp họ tăng thêm sức mạnh, gặp dữ, hóa lành, chuyển bại thành thẳng, biển vận xôi thành vận may. Vì thế, trong năm 2024, khi gặp khó khăn, những chủ ngựa đừng vội nạn chỉ, mà hãy luôn cố gắng hết mình để rồi có thể kết thúc hành trình với nhiều thành quả tốt đẹp. Ngoài ra, tuổi ngọ còn có sự hỗ trợ của sao bác tòa, trụ về con đường học vấn thi cử sự vinh hiển. Được sao bác tòa trợ giúp, người tuổi ngọ cũng sẽ gặp những may mắn trên con đường học hành, sự nghiệp đạt được những thành công trở lợi. Dự báo khi bước sang tháng 4 âm lịch năm giáp thìn 2024, người tuổi ngọ có khả năng thăng tiến tài khoản tăng sổ của cải tích tụ. Trong khi đó, tháng 6 âm lịch cũng sẽ tiếp tục gặp may mắn trong sự nghiệp và ngoại giao. Hơn nữa, người độc thân còn có thể gặp được ý trung nhân của mình. Với tháng 9 âm lịch, danh tiện của người tuổi ngọ tiếp tục nâng cao, đón nhận nhiều cơ hội tốt trong nghề nghiệp. 3. Còn giáp người tuổi tỵ Năm 2024 này, còn giáp người tủ tỵ không gặp xung đột với lưu niên thái tuế, lại có ngũ hành cân bằng, nên sẽ là một năm ổn định, viên mãn với nhiều niềm vui tích cực. Bên cạnh đó là một số những con giáp có nhiều các tinh nhất, bao gồm sao Thái Dương, Thiên Hỷ, Văn Sương, Thiên Trung. Nên những người sanh năm tỵ cũng sẽ gặp nhiều may mắn hơn những con giáp khác trong chuyện tiền tài, sự nghiệp. Đặc biệt, sao Thái Dương được xem là các tên cả nam lẫn nữ mạng. Sao này mang tới những điểm lành nhất trong hệ thống. Được sao Thái Dương chiếu mệnh cũng giống như được mặt trời soi rọi, con đường tài lộc sẽ sáng rõ như ban ngày. Từ cuộc sống đến sức khỏe đều hành thông, dồi dào, dò, tài chính nhiều khởi sắc. Ngoài ra có sao Văn sườn giúp sức thì người sanh năm tỵ đang học hành cũng dễ đạt được thành tích cao. Bên cạnh đó, sao thiên châu giúp cho người tuổi tỵ dù làm gì cũng có được cuộc sống đủ đầy, no ẩm, không phải đau đầu chuyện tiền nông. Tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 là thời điểm đặc biệt may mắn đối với người sanh năm Tỵ khi có quý nhân xuất hiện, đưa đường dẫn lỗi, chắc họ đến với thành công. Cần phải biết nắm bắt, trân trọng mọi cơ hội đến với mình con giáp cuối cùng 4. người tuổi dậu cũng giống như con giáp người tuổi ngọ gặp khó khăn trong năm quý mão 2023 do dậu và mão khác nhau nên năm 2023 là một năm nhiều sóng gió với những chủ gà tuy nhiên sang năm giáp thìn 2024 người tuổi dậu cũng nằm trong số những con giáp được quý nhân đồng hành trên mọi nẻo đường dưới ảnh hưởng tốt của nhiều yếu tố thiên thời địa lợi những người sanh năm dậu sẽ có một năm giáp thình 2024 với nhiều suôn sẻ thuận lợi thậm chí gặt hái được những thành tựu nổi bật trên con đường công danh sự nghiệp nếu biết nắm bắt tốt những cơ hội đến với mình được các tinh ngọc đường nguyệt đức độ Trê, người tuổi giàu sẽ gặp được quỹ nhân có nhiều cơ hội kiếm tiền nâng cao thu nhập cải thiện chất lượng cuộc sống thậm chí là trở nên vô cùng giàu có. Ngoài ra với sự có mặt của sao đường phu, những chỗ ga còn được dẫn đường trị lỗi không chỉ có tiền mà còn nâng cao danh tiếng, quyền lực, cuộc sống cũng được thuận lợi, làm gì cũng ăn nên làm ra. Chưa hết với sự xuất hiện của hai các tinh quan trọng nữa là tuế hợp và địa giải, tức là những ngôi sao có tác động giải hạn bệnh tật, tài ách. Những chú ga dù có gặp chuyện gì thì cũng được độ trì, tai qua nạn khỏi, việc dự, hóa lành. Họ cũng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác tốt đẹp trong công việc, các dự án phát triển tốt hơn, cuộc sống ngày càng thăng hoa. Ngay từ tháng 1 âm lịch 2024, cuộc sống của người xanh năm dậu đã có sự phiên mạng đáng ngưỡng mộ. Khi họ không chỉ có tài lộc dồi dào mà còn có đời sống tình cảm thăng hoa, hạnh phúc. Gia đạo hòa thuận, yên ấm. Đến tháng 10 âm lịch, người tuổi dậu sẽ gặp được quý nhân. Đây sẽ là người tạo cơ hội cho họ để thể hiện năng lực của mình và đến với thành công. Lúc này, những người độc thân cũng nên tận dụng cơ hội vì sẽ gặp được một nửa như ý tháng 12 âm lịch, người tuổi dậu chốt hạ năm giáp thìn 2024 bằng những may mắn khiến nhiều người ghen tị. Khi họ vừa giàu có về tài chính, có một sự nghiệp ổn định, rực rỡ, vừa có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên người thân của mình.